Tôi nghĩ rằng dù 20, 30 hay 100 năm nữa thì HK416 vẫn sẽ là mẫu súng trường tấn công đẹp nhất mà thế giới từng sản xuất. Ở bàn ăn thạch, vẻ đẹp của HK416 3.0 chạm đến điểm hoàn hảo của một mẫu súng Zin. Nhà sản xuất đã làm quá tốt, vượt trên cả những gì người chơi mong đợi. Chất liệu nhựa ABS đúc hạt siêu dày ở mọi góc cạnh, đảm bảo cho một tuổi thọ đáng kể. Đi lông à? Go fucking care. Đây là thứ tốt nhất. Trên khẩu súng có gia cố một rổ kim, kim loại sờ lạnh cả tay. Cảm giác thao tác thực sự tuyệt vời. Nó mang lại sự tin tưởng tuyệt đối ở mọi tư thế. Trên thân là những dòng chữ khắc laser chìm, sắc sảo và không lo bay màu như version 2.5 của nó. HK416 có 2 chế độ bắn chuẩn chỉ, Semi 1:1 và Rit Auto. Tiếng ghi chắc nịch như ở các mẫu súng mới hiện nay. Tháo súng ra và ta sẽ thấy một trong những mẫu gearbox xịn nhất và tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Nhựa ly lông của nó còn dày hơn cả Z9, Z10 hay thậm chí cả SRR version 2. Hệ bánh răng phổ thông, chất liệu ni lông đảm bảo cho khả năng độ đẽo và chơi lâu dài. Bảng đạn 8mm. Bộ dây được bọc cực kỳ cẩn thận và cao cấp. Mọi thứ nói chung là tuyệt vời. Điểm khác biệt là hốc ắc Z2 V2 được gắn chìm bên trong nòng súng. Có cơ chế điều chỉnh vô cùng thông minh mà không cần phải tháo ráp. Hốc ắc sẽ đảm bảo cho một đường đạn rất thẳng và đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi test. Chúng ta sẽ đến với cái thử thách quen thuộc, đó là lục lò mẫu này nhá. Cái này quá kém anh em ạ, quá dễ thủng. Tại vì tốc của con HK 3.0 là lên đến gần 80 cơ. Nên hôm nay tôi sẽ sử dụng cái lon bia đầy nước này để xem là sức của nó liệu có đục được cái lon đầy nước không. Đầy nước nha, này chưa mở luôn này. Ôi, rách toàn lon bia đầy nước này. Wow. Nếu bạn là fan của HK416 không thể bỏ qua phiên bản 3.0 này. Còn nếu bạn không phải là fan thì cũng đừng bỏ qua nó anh em ạ. Nó thật sự quá là tuyệt vời. Thêm nữa, HK còn có thêm một cái túi rất xịn như này. Vẫn không khuyến nghị dùng vì nó thương hiệu HK rất nổi. Ở bên trong này các bạn có thể tìm thấy dây, kính, hai túi đạn, đạn trắng nha. Khuyên dùng HK. Và còn gì nữa? Hết mất rồi. Đó, HK416 3.0. HK416 Zin đã rất là đẹp. Nhưng nếu bạn là người nhiều thận, tội gì mà không chơi full kim loại như thế này.